Chào các bạn, cuối tuần này thứ 7 ngày 18 tháng 11 ý, thì sẽ có một trận mưa sao băng lớn nhất năm. Và sau đây thì chúng mình sẽ cùng review một số thứ để các bạn chuẩn bị và một số tips để làm sao chúng ta có trải nghiệm tốt nhất để ngắm sao băng nhé. Đầu tiên đó là địa điểm, thì mời các bạn xem lại cái video mình hướng dẫn chọn địa điểm ngắm sao nhé. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ cần chọn một địa điểm mà thật là tối. Đấy, thì các bạn có thể phải chịu khó là di chuyển một xíu. Đấy, tầm khoảng 5-10 cây tránh xa khỏi trung tâm thành phố. Đấy, đến những vùng mà ít đèn đường này, ít những cái đèn mà chiếu thẳng lên bầu trời giống ở trong thành phố. Đấy, để chúng ta bớt ô nhiễm ánh sáng đi. Đấy, thứ hai đó là các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái ghế để ngắm sao băng thế thôi, nhưng mà rất là mỏi cổ nếu chúng ta cứ phải ngước lên như thế này. Đấy, thế cho chúng ta nên có cái ghế nào đấy tựa ngửa ra. Và tips thứ ba đó là các bạn bỏ smartphone đi. Tại vì khi mắt chúng ta ấy, nhìn vào ánh sáng màn hình ấy, chúng ta sẽ quen ánh sáng rất là sáng. Và mắt chúng ta để nhìn được rõ sao băng cần làm quen với bóng tối. Và chúng ta hãy nằm ra ghế, đấy, ngửa lên nhìn bầu trời và quen với bóng tối 5-10 phút đi. Và chúng ta hãy chịu đựng là kệ điện thoại ở một bên. Đấy, chúng ta hãy tận hưởng, thế thì mắt chúng ta sẽ quen dần với bóng tối. Và thế là chúng ta sẽ có thể là đấy, nhìn rõ hơn những cái vệt sao băng mà nó mờ mờ, nhỏ nhỏ. Sau đây là các bạn hãy dừng video lại nhé, để xem mình sẽ list ra một loạt những nơi quanh khu vực miền Bắc rất lý tưởng để có thể ngắm sao băng. Đấy, chúc các bạn có một buổi ngắm mưa sao băng tuyệt vời nhé.